Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày mai mùng 3 tháng 7, hai tổ công tác của Bộ Giao thông Vận tải sẽ làm việc với các tỉnh, thành phố để kịp thời xử lý các vướng mắc liên quan đến khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng thông thường dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Ngoài việc kiểm tra trình tự thủ tục khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, đoàn kiểm tra sẽ phân tích rõ những vướng mắc liên quan đến quản lý nhà nước của các bộ ngành trong cấp phép khai thác các mỏ vật liệu để đề xuất hướng giải quyết kịp thời có vật liệu phục vụ thi công cao tốc. Theo báo cáo của các ban quản lý dự án, thì việc thiếu vật liệu trầm trọng đang khiến cho nhiều dự án có nguy cơ chậm tiến độ. Dù đã được khởi công từ đầu năm 2023, thế nhưng hai dự án thành phần cao tốc Bắc Nam, đoạn Bãi Vọi, Hàm Nghi và Hàm Nghi, Vũng Áng qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vẫn phải thi công cầm chừng do thiếu vật liệu thông thường. Theo chủ đầu tư, hai dự án này đang cần khoảng 12,5 triệu mét khối đất đắp và hơn 2 triệu mét khối cắt xây dựng, nhưng các mỏ vật liệu của địa phương không đáp ứng đủ nhu cầu. Điều đáng nói là nhiều chủ mỏ lợi dụng việc thiếu nguồn cung đã tăng giá bán, khiến nhà đầu tư không thể mua được. Nguồn đất đắp thì là giá thì cho tỉnh công bố là có 50.000 một khối, nhưng hiện tại thì các chủ mỏ đã công bố giá bán tại trên phương tiện là 65.000 một khối, nên hiện tại là ban cũng đã chỉ đạo nhà thầu thì trước mắt cứ vẫn mua. Dù các mỏ vật liệu được tỉnh Hà Tĩnh chuẩn bị từ sớm phục vụ cao tốc, thế nhưng đến nay việc thiếu nguồn cung vẫn rất lớn. Tính toán của địa phương này cho thấy ngay trong năm 2023 và các năm tiếp theo, mỗi năm tỉnh đang thiếu 2,3 triệu mét khối cát xây dựng và khoảng 3 triệu mét khối đất đắp. Nếu không quyết liệt tháo gỡ thì rất khó đảm bảo nguồn cho các dự án hạ tầng, đặc biệt là cao tốc Bắc Nam. Tất cả những cái mỏ nằm trong quy hoạch thì phải tập trung để cho đầu thầu ngay và triển khai các cái giấy phép để khai thác ngay, đáp ứng được cái nhu cầu. Theo Bộ Giao thông Vận tải, dù đã triển khai cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 được 6 tháng, thế nhưng đến nay, Ủy ban Nhân dân các tỉnh mới hoàn tất thủ tục đăng ký khai thác cho 14 mỏ trong tổng số 51 mỏ đã được chủ đầu tư, nhà thầu trình. Hơn nữa, sau khi hoàn thiện các thủ tục xác nhận đăng ký khai thác, các nhà thầu gặp khó khăn cho việc thỏa thuận giá chuyển nhượng, đền bù với người dân khu vực mỏ, ảnh hưởng lớn đến tiến độ triển khai thi công. Ở nhiều địa phương, thiếu vật liệu đang khiến giá cả leo thang, nhưng công bố giá của địa phương vẫn còn chậm. Vì vậy, trong đợt tổng kiểm tra vật liệu thi công cao tốc, Bộ Giao thông Vận tải sẽ ghi nhận và sẽ có những đề xuất để bình ổn giá vật liệu, đảm bảo tiến độ công trình. Bằng mọi giải pháp để bình ổn giá, vì nó ảnh hưởng rất lớn đến cái chi phí giá thành. Vấn đề thứ hai là đề nghị các địa phương là thông báo giá kịp thời và sát với giá thị trường. Vấn đề thứ ba là chúng tôi cũng đã kiến nghị Bộ Xây dựng là hướng dẫn điều chỉnh giá trong cái trường hợp có những cái biến động giá bất thường, phối hợp với các địa phương để giải quyết các cái mỏ vật liệu để đảm bảo cung cấp đủ vật liệu cho các công trường. Vì thực tế nhiều công trường hiện nay cái vật liệu vẫn đang còn khó khăn. Hai tổ công tác kiểm tra việc khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng thông thường phục vụ cao tốc lần này sẽ có đại diện các Bộ Giao thông Vận tải, Tài nguyên Môi trường, Công an, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sẽ kéo dài từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 7 tháng 7 và sẽ có báo cáo tổng thể về những vướng mắc hướng giải quyết với Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 7. Ngày 28 tháng 6 năm 2023, Tổng cục Thuế đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị tập huấn triển khai liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế với các hộ kinh doanh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với Cục Thuế các tỉnh, thành phố, cũng như 413 điểm cầu các chi cục thuế trong cả nước. Tại hội nghị, vụ kê khai và kế toán thuế, Tổng cục Thuế cho biết, trước đây chưa có quy trình liên thông thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh, thì nay đã được quy định tại khoản 2 điều 1 thông tư số 02/2023 ngày 18 tháng 4 năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định về việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh và bổ sung khái niệm về mã số hộ kinh doanh. Cùng với đó, cơ quan thuế đã giới thiệu quy trình xử lý đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh để đáp ứng việc liên thông giữa đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế với hộ kinh doanh và đưa ra kế hoạch triển khai, nâng cấp ứng dụng, đáp ứng việc liên thông theo hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Giai đoạn này, ứng dụng nâng cấp đáp ứng việc trao đổi thông tin đối với giao dịch đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh, địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh. Giai đoạn 2 dự kiến thực hiện từ ngày 1 tháng 9 năm 2023. Giai đoạn này sẽ nâng cấp ứng dụng, đáp ứng việc truyền nhận thông tin của các giao dịch còn lại. Thưa quý vị, Tổng cục Thuế cho biết bên cạnh việc hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, ngành thuế còn chủ động phối hợp cùng các ngành liên quan triển khai nhiều giải pháp
nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, giảm thiểu tình trạng thất thu ngân sách nhà nước trong lĩnh vực này. Tổng cục Thuế đã đưa vào vận hành cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài để đăng ký, kê khai nộp thuế hơn một năm qua, đã khẳng định Việt Nam là một trong bốn nước đi đầu trong khu vực ASEAN triển khai áp dụng thu thuế xuyên biên giới thông qua một cổng thông tin điện tử trực tuyến. Việc đưa vào vận hành cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài đã mang lại kết quả tích cực. Cụ thể, thu ngân sách lũy kế từ ngày 21 tháng 3 năm 2022 đến nay là hơn 7.300 tỷ đồng, trong đó năm 2022 thu được gần 3.500 tỷ đồng và năm 2023 thu được hơn 3.900 tỷ đồng. Tổng cục Thuế đã chủ động tham mưu Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ về việc quản lý đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số. Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành chỉ thị số 18 ngày 30 tháng 5 năm 2023 về đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu, phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, đảm bảo an ninh tiền tệ. Theo đó, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm theo chức năng, nhiệm vụ, quản lý nhà nước được giao phối hợp với Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý thuế đối với thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số để áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế trên cơ sở dữ liệu lớn và áp dụng các biện pháp thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm nếu có. Hiện nay, ngành thuế đang tăng cường đẩy mạnh hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có ý nghĩa quan trọng trong việc chuyển đổi phương thức quản lý, đảm bảo an toàn, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp. Cùng với đó, cơ quan thuế cũng có nhiều giải pháp hướng dẫn khuyến khích doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cửa hàng tiện ích thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền nhằm minh bạch thông tin trên môi trường mạng cũng như tạo thói quen tiêu dùng khi mua hàng hóa dịch vụ lấy hóa đơn. Hộ kinh doanh tại tỉnh Quảng Nam đã thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Họ cho biết khi thực hiện hóa đơn điện tử kết nối với máy tính tiền rất nhiều tiện ích như doanh nghiệp tổng hợp, kiểm soát được lượng hàng hóa bán ra, khách hàng cũng lấy được ngay hóa đơn điện tử mà không phải mất thời gian chờ đợi như trước. Tính cái hóa đơn mà khởi tạo từ máy tính tiền thì tôi thấy rằng là đó là một cái chủ trương của cũng đúng đắn của nhà nước, của cơ quan thuế. Cái việc mà làm đó thì cũng thấy rất là thuận lợi. Hóa đơn mà bán cho khách hàng á là được về phía khách hàng là được thuận lợi. Người ta là phải có trực tiếp là coi như được nhận hóa đơn. Mình phải biết cơ sở á là cũng cập nhật được cái việc bán hàng hàng ngày. Hóa đơn điện tử thì bây giờ thực ra trước đây á thì kế toán là vậy, mọi cái là phải viết bằng tay. Bây giờ thì mọi cái là nhanh chóng cho người, tất cả các đơn vị nhà cung cấp rồi đến người tiêu dùng là đến cơ quan thuế, nó tiện lợi. Tiện ích của việc lấy hóa đơn điện tử khi mua hàng đã dần trở thành thói quen khi tiêu dùng tại tỉnh Quảng Nam. Cùng nhiều giải pháp đồng bộ, phối hợp với nhà cung cấp phần mềm cài đặt, hướng dẫn, khuyến khích các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã có hơn 220 doanh nghiệp, hộ kinh doanh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Thực hiện hóa đơn điện tử từ máy tính tiền thì cái này là một chính sách của Bộ Chính, của Tổng cục, và tôi nghĩ cái chính sách này là cũng rất là có ích trong cái việc quản lý cũng thuế cũng như là trong cái việc thực hiện của người dân cũng như doanh nghiệp, tạo cái sự cơ sở dữ liệu cũng như là tạo trong vấn đề thực hiện cái tiếp cho cái việc chuyển đổi số. Thế cũng tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn và trực tiếp mời doanh nghiệp, mời hộ kinh doanh để mà triển khai, để mà làm. Ngành thuế luôn luôn sáng tạo, chủ động trong cái công tác quản lý của mình, trong công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế. Chúng ta thực hiện chương trình lựa chọn hóa đơn may mắn, chúng ta thuyết phục cho cái người mua hàng, người thụ hưởng hàng hóa dịch vụ được quyền nhận hóa đơn sau khi mua hàng. Theo Tổng cục Thuế, tính đến cuối tháng 5 năm 2023, đã có gần 19.000 cơ sở kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền, với số lượng tiếp nhận gần 7 tỷ hóa đơn. Số liệu này cho thấy ngành thuế đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Điều này không chỉ tạo thuận lợi, giảm chi phí cho doanh nghiệp và người dân,
mà còn minh bạch trong giao dịch mua bán, cũng như góp phần phục vụ mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử.